chào tất cả các bạn. Rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình Thân Dưỡng Cắm Hoa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao để cắm một giỏ hoa theo phong cách hiện đại. Hôm nay tông màu của mình chọn đó là tông hồng. Nguyên liệu hôm nay của chúng ta gồm có hoa hồng trà, hoa hồng pastel, pink O'Hara, hoa mẫm sói, hoa baby. Về phần lá thì chúng ta gồm có lá bạch đàn đã được phun màu, lá học bài, lá si đã được phun màu, lá nguyệt quế. Nào, chúng ta cùng vào phần chia sẻ nha. Đầu tiên, mình sẽ tạo form cho cái giỏ hoa của mình. Thì mình sẽ sử dụng cái lá nguyệt quế này để che form. Như các bạn thấy là trong cái phần chia sẻ cái lúc đầu á, là nếu như mình chọn về cái lá thì mình chọn tới 2-3 loại lá khác nhau đó. Cũng giống như hoa, mình sẽ chọn 2-3 loại hoa khác nhau để các bạn thấy được rằng hoa và lá thật ra nó phải được kết hợp hài hòa với nhau. Mỗi lá nó có một cái dáng khác nhau và một cái màu sắc khác nhau, cho nên nếu như chúng ta biết linh hoạt chuyển đổi nó thì cái sản phẩm của chúng ta làm ra nó sẽ đẹp mắt hơn. Đối với dạng giỏ này á, chúng ta trong quá trình chúng ta làm thì nếu như các bạn có cột phơm vào giỏ cũng được. Riêng mình thì sử dụng kỹ thuật đó là bắn ghim. Đây, như các bạn thấy, mình sử dụng cái phần xiên cái cây tre, mình xiên qua và sau đó mình bắn lại. Đó, mình sẽ cho phần mút của mình nằm 2 phần về phía trước và 1 phần về phía sau. Đây, các bạn thấy nè, 2 phần về phía trước, 2 phần về phía trước và 1 phần về phía sau. Về cái phần giấy lót, mình cũng sử dụng giấy bóng kính để mình lót. Nhưng mà khác với một số bạn, đó là các bạn sẽ dùng cái giấy bóng kính này, chúng ta cột trực tiếp vào trong mút. Riêng mình không sử dụng kỹ thuật đó. Mình sẽ bắn nó trừ bì ra tới cái thành hộp. Mục đích của việc này đó là mình tạo thêm cái vùng chứa nước cho cái cục xốp của mình. Thì nước được giữ lại ở đây sẽ nhiều hơn và đảm bảo cho hoa tươi được lâu hơn. Đây, như các bạn thấy nè, khi mình ráp mút vào, mình sẽ dùng tay mình làm trũng cái vị trí chỗ này. Sau đó mình mới bắn ghim. Thì khi mình bắn ghim như thế này, tức là cái vùng chứa nước, đây là cái vùng chứa nước của hộp hoa nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó rất là sâu. Thì cái mút của mình nó sẽ được giữ nước nhiều hơn. Khi mà các bạn nhân viên của mình đi giao á, khi mà giao tới nơi, các bạn đó có nhiệm vụ là tưới và chăm sóc hoa, thì các bạn đó sẽ đổ chăm nước vào cái phần phía sau đó và giao cho khách hàng. Cũng có nhắc nhở khách hàng là cẩn thận với cái việc xách, tại vì nước ở bên trong nó cũng khá là nhiều, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho cái phần hoa của khách hàng được tươi được lâu hơn. Rồi, vậy là mình vừa cắm sơ cái phần lá nguyệt quế. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh của lá học bài. Các bạn thấy là cái phần lá ở phía dưới mình vuốt sạch đi, làm sạch nó đi. Mình còn một ít lá là lá si và lá bạch đàn đã được phun màu, mình để dành, tí nữa mình sẽ vào sau. Tiếp theo mình sẽ vào phần hoa mẫm sói. Phần hoa mẫm sói khi mà chúng ta vào, các bạn chú ý là mình sẽ chia đều nó ra, mình không để nó dồn cục lại.
Bởi vì cái kiểu cắt kiểu cắm này á là kiểu cắm mít màu, cho nên nó là phần hoa và phần lá chúng ta đều tán đều nó ra hết. Chúng ta sẽ không để bị nó bị dồn cục lại. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần hoa hồng nha. Chúng ta sẽ không cắm lấp cái phần mà quay vỏ nha các bạn, bởi vì nó vừa là một phần trang trí mà nó còn là một cái vị trí để cho khách hàng của chúng ta cầm nắm cho nó dễ hơn, cho nên về cái phần quay vỏ thì mình sẽ không cắm che nó. Mình cũng chia sẻ với các bạn luôn về một cái kỹ thuật nho nhỏ, đó là nếu như những cái bông hoa của chúng ta nó còn hơi bứt thì chúng ta làm sao để cho cái bông hoa của chúng ta nở to hơn. Giả sử như bông hoa này nở cũng đã tương đối to rồi, nhưng bây giờ mình muốn nó to hơn nữa thì các bạn sẽ cầm ngược cái phần hoa lại và chúng ta sẽ xe cái phần bông nó như thế này. Đó. Thì khi các bạn xe như thế này nè, các cái cánh hoa của nó sẽ đan vào nhau, nó làm cho cái bông hoa của chúng ta to hơn. Như các bạn thấy là mình cũng đang tán đều cái phần hoa hồng pastel hay gọi là hoa hồng vô kem ra. Những phần cánh non này nếu như nó đẹp thì chúng ta có thể giữ lại, bởi vì cái cánh non nó có cái vân xanh, cái gân xanh của nó lên như thế này, nó sẽ làm cho cái bông hoa của chúng ta trông nó bắt mắt hơn. Nhưng nếu như cái phần cánh yếm đó là nó có dấu hiệu rách, hư, các bạn nên loại bỏ đi. Chúng ta sẽ tập một cái thói quen, đó là chúng ta nhìn cái bông hoa của chúng ta khoảng 1 giây, sau đó chúng ta cắm. Cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn định hình được cái dáng cắm. Ví dụ như khi chúng ta cầm vào một cái bông hoa, chúng ta sẽ nghiêng nó để biết được đâu là mặt chính của hoa. Nếu như bông hoa khi các bạn cắm vào nó đi theo cái hướng này thì nó sẽ đẹp. Nhưng ngược lại, nếu như các bạn cắm như thế này thì nó không phô ra được hết cái vẻ đẹp của cái bông hoa. Hoặc như các bạn cắm như thế này, nó chỉ phô được cái phần sống lưng của hoa ra thôi. Thì điều này rất là phí. Đó, cho nên chúng ta sẽ dành 1 giây, 2 giây để chúng ta cầm lên. Cái nhất kiểm tra lại phần cánh hoa. Cái thứ hai chúng ta sẽ kiểm tra về cái dáng hoa chúng ta đi vô như thế nào để cho là phù hợp. Đó, những cánh nào hư chúng ta sẽ loại bỏ đi. Mình cũng sẽ cho một ít hoa ra vị trí phía sau, bởi vì mình muốn cái phần hoa của mình trông nó có chiều sâu hơn. Đây là lý do tại sao khi mà mình cho vá xốp vào thì mình lại chiêm cái phần phơm của mình đó, là hai phần phía trước và một phần phía sau. Đó là vì mình muốn tạo chiều sâu cho cái hộp hoa của mình. Tiếp theo mình sẽ cho phần hoa hồng trà vào. Như các bạn thấy cái hộp hoa của mình đang phối tông hồng, tức là tông màu đơn sắc. Mình chỉ sử dụng ở đây là một sắc hồng thôi. Ở đây là mình sử dụng một sắc hồng thôi. Thì nó có từ hồng đậm, từ nhẹ cho tới đậm, nó chuyển màu dần. Điều này sẽ giúp cho cái sản phẩm của chúng ta lên màu tốt hơn. Nó giống như một cái dòng chảy về màu sắc vậy đó.
Có một câu hỏi mà rất là nhiều người hay hỏi mình đó là lý do tại sao mà khi mà mình cắm á, mình hay phải nhíp kéo 2-3 lần. Thật ra lúc đó là mình đang suy nghĩ đó các bạn. Khi mà mình nhíp kéo, tức là mình cũng đang nhìn lại cái bông hoa của mình. Mình nhìn thử cái bông hoa của mình nó đẹp, nó xấu, nó bị khuyết điểm ở chỗ nào. Đây, cái phần hoa Pingohara mình sẽ làm để cho các bạn dễ nhìn thấy ha. Đây, mình lựa một cái bông này búp hơn. Các bạn nhìn kỹ cái xoáy bông nó bây giờ nó như thế này nha. Khi mà mình sử dụng cái kỹ thuật nè, các bạn có thể để như thế này. Chúng ta share luôn cũng được. Đó. Chúng ta sẽ hạn chế cái vòng xoay của nó. Tại vì nếu như mà các bạn xoay cái phần gốc á, mà chúng ta lắc mạnh quá nó sẽ gãy, dễ bị gãy. Tại vì cái lúc này á, là cái toàn bộ cái sống lưng của nó được cử động rất là nhiều. Nó cứ xe qua xe lại như thế này nè. Đây, đó, các bạn thấy không? Xe rất là nhanh và mạnh. Thì bây giờ cái bông hoa của chúng ta là nở to hơn rồi. Với cái bông hoa này các bạn nhìn nó sẽ rõ hơn nè. Lúc nãy mình làm cái hoa hồng pastel thì cái phần xoáy của nó chưa có nở lắm. Cho nên khi mà mình xe cái bông nó không có bung to. Đây, như thế này thì các bạn nhìn nó to rõ hơn. Thì thường á, khi mà mình cắm á, một cái giỏ hoa, mình sẽ cắm những cái hoa nó đẹp hoặc nó to vào cái khúc cuối. Nói vậy không có nghĩa là những cái mặt hoa như tú cầu hay hướng dương mình sẽ cho vào cuối, không phải. Tức là những cái hoa nào mà xịn, hoa nào đắt tiền, mình sẽ cho vào cuối các bạn. Đó. Tại sao mình lại có một cái thói quen vậy, đó là vì mình muốn là những cái hoa của mình khi mình cắm vô á, cái thứ nhất là nó phải được phô ra hết. Cái thứ hai là khi mà nhìn vô cái giỏ hoa là người ta thấy nó toàn là những cái hoa đắt tiền. Đó. Các bạn có thể để như thế này cho hoa nó nở từ từ ra cũng được. Mình chỉ share cho các bạn cùng xem thôi. Các bạn thấy khi mà mình cắm vô mình sẽ không cố tình che đi những cái bông hoa. Hoa trước của mình không che những hoa sau. Mà mình sẽ cắm nó vào xen kẽ. Các bạn thấy nè, ngay vị trí này. Thì khi mình cho cái phần hoa của mình vào á, mình cho cái phần hoa này của mình vào, tức là mình đang nằm ở xen kẽ giữa nửa hoa này và nửa hoa bên đây. Sau khi mình đã xác định được cái vị trí mong muốn thì mình sẽ ghim hoa vào từ từ. Mình còn một cái thói quen nữa, đó là khi mà mình cắt á, thường á là mình sẽ cắt nó như thế này, mình cắt đại một đoạn. Sau đó khi mà mình phát hiện ngay cái chỗ mình cắm á, nó là ngay vướng ngay cái mắt, thì mình sẽ bỏ qua cái mắt đó và mình vuốt nó đi. Tại vì khi mà các bạn cắm gần ngay cái mắt, thì khi chúng ta cắm vừa qua được cái mắt đó, cái hoa của chúng ta nó sẽ bị xoay. Đó, có thể ngay cái lúc mà các bạn cắm á, hoa nó chưa xoay đâu. Nhưng mà trong khi mà quá trình vận chuyển á, thì cái những cái phần cuốn này nè, nó sẽ bị xoay ở trong bên trong mút, làm cho cái bông hoa của mình nó lỏng, nó không có ngay vị trí. Thì việc này sẽ làm cái thứ nhất là sẽ làm cho cái hoa của chúng ta nó bị lỏng chân, cái hoa nó sẽ khó uống nước hơn. Cái thứ hai nữa đó là nó sai vị trí mà chúng ta mong muốn. Cái vị trí mà chúng ta dự tính là nó sẽ nằm ở đó. Đây, ngay chỗ này, chỗ này mình bỏ luôn. Có thể là các bạn nghĩ là tại sao mà hoa Pingohara mà mình lại cắm nó hơi phí như thế này, với những cái giỏ hoa nó giá thành nó tương đối thấp mà mình lại cắm. Thì thật ra cái dòng Pingohara này á, nó là dòng Pingohara vườn đó. Giá trị của nó thì cũng tương đối là rẻ hơn so với lại cái dòng hoa nhập. Cho nên là mình sẽ cân đối và mình cắm vào. Có
Còn nếu như hoa nhập thì mình sẽ có cái kiểu cách cắm khác. Con cắm kiểu này. Cái phần bạch đàn á, nó có những cái trái của nó. Thì đây là những cái trái mà nó đã già rồi. Đây là những cái trái nó già rồi nè các bạn. Khi chúng ta phun màu lên nó rất là đẹp. Các bạn có thể sử dụng là cái phần lá cũng được, hoặc là chúng ta tách đôi nó ra. Cái phần lá chúng ta cắm riêng và phần hoa chúng ta cắm riêng. Cái phần này chúng ta sẽ xe cây. Rồi. Bây giờ cái phần lá bạch đàn. Phần lá bạch đàn, nếu như nó vừa có trái vừa có lá như thế này mà các bạn muốn phô cái phần nào ra phần đó, thì các bạn có thể loại bỏ cái phần lá này đi. Phần lá này chúng ta sẽ xe cây chúng ta cho vào riêng. Còn cái phần này chúng ta sẽ xe cây chúng ta cho vào riêng. Thật ra thì lá bạch đàn của mình đó là lá bạch đàn khô rồi nha các bạn. Các bạn có thể đi ra công viên, hoặc là nếu như chúng ta ở những cái vùng quê á, thì nó có những cái bạch đàn rất là nhiều, cây bạch đàn rất là nhiều. Điều này cũng rất là thuận tiện với các bạn chỉ việc bỏ tiền các bạn mua một cái cây sơn thôi. Thì khi về chúng ta sẽ cắm vào những cái sản phẩm của chúng ta như thế này, nó rất là dễ thương. Đó, đây là những cái điểm nhấn của sản phẩm của chúng ta. Thật ra hoa nội địa của chúng ta cũng rất là đẹp các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy những cái bông pingonera này không? Nhìn rất, cũng rất là xuất sắc. Không thua kém gì các hoa của nước ngoài hết. Cái lá bạch đàn á, nó có một cái đặc tính rất là hay, đó là khi mà nó khô lại nó cũng không có rụng đi các bạn, nó cứ dính trên cái lá như này nè, rất là đẹp. Mình có một cái thủ thuật nhỏ, đó là nếu như các bạn muốn nó trông nó thanh mảnh hơn á, các bạn có thể vót cái phần lá của chúng ta lại đây, các bạn có thể tỉa nó như thế này, nhìn nó cũng rất là hay và dễ thương. Các bạn thích tự nhiên thì chúng ta có thể để như thế này, hoặc chúng ta tỉa đều nó, các bạn tỉa đều nó ra cái dáng như thế này. Với cái dạng cắm này là dạng cắm tự do, thì các bạn nên để cho một ít lá nó búng ra ngoài nha. Cái phần lá của chúng ta nè, nó sẽ tạo chiều sâu cho sản phẩm. Hiện tại thì góc bên đây của mình là mình chưa có cho vào nè. Thật ra khi mà mình chia sẻ cho các bạn á, là mình chia sẻ rất là thật tình. Như các bạn thấy là trong cái cách hướng dẫn của mình á, là nó có những cái kỹ thuật gì, hoặc là nó có những cái mánh khóe như thế nào để cho cái hoa to đẹp hơn, mình đều chia sẻ cho các bạn biết hết. Thật ra mình làm những cái video như thế này không hề vụ lợi. Mình không hề mong muốn một cái điều gì cho cái bản thân hết. Mình chỉ muốn là anh em trong ngành hoa càng ngày càng phát triển hơn thôi. Thật ra trước đây á, mình không có phải là một thợ cắm hoa đâu. Mình xuất phát từ ngành dược mình đi ra đó. Rồi sau đó thì duyên tình cờ thôi, thì đẩy đưa mình bước vào nghề hoa. Thì nghề hoa cũng cho mình được rất là nhiều thứ, cho nên mình hy vọng là mình cũng sẽ làm được một điều gì đó để truyền lại cho cái những bạn tiếp theo, nếu như mà có những cái sở thích, yêu thích về hoa. Cho nên là những cái video mà mình làm mình chia sẻ rất là thật tình luôn. Các bạn có điều gì không hiểu á, thì cứ hỏi và mình sẽ giải đáp cho các bạn nha.
các bạn cứ để lại cái phần inbox rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn. À, bây giờ chúng ta sẽ vào phần hoa BB để làm nó cái điểm nhấn của chúng ta nó thêm nổi bật. À, chúng ta sẽ thêm phần BB vào. Một số bạn á cứ hỏi là tại sao mà mình cắm hoa nó cứng quá. Đó là vì các bạn còn bị vướng ở trong những cái bố cục căn bản. Nó còn nằm ở những cái dạng tâm giác. Một số bạn hay hỏi mình đó là tại sao mà cái cách cắm của họ là không thoát ra được. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Đó là nếu như mà các bạn cắm theo những cái dạng mà căn bản như là tâm giác, tròn, vuông, thì không thể nào mà cái sản phẩm của chúng ta nó bung được hết á. Các bạn sẽ phải đi lá, dán lá trước. Từ cái dán lá đó chúng ta mới phát huy ra được. Thật ra cái việc đi lá trước á nó rất là lợi, các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều hoa. Các bạn thấy là khi mà mình cắm á, cái phần sau không, mình cũng không có bỏ sót đi đâu, mình cũng châm lá và châm hoa vào cái phần sau này. Đó, ít thôi, không cần nhiều nhưng mà phải có. Rồi, vậy là cái phần cắm hoa hướng dẫn muốn chia sẻ cho các bạn cách cắm một cái giỏ hoa tông hồng của mình tới đây cũng đã xong rồi. Bây giờ nhiệm vụ còn lại đó là chúng ta sẽ che phơm. Nếu như các bạn yêu thích cái video của mình thì hãy like, share để mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái phần lá để chúng ta che xốp lại nha các bạn, để sản phẩm của chúng ta nó tỉ mỉ và nó hoàn hảo hơn nữa. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.